không phải bạn gái Georgina, đây là cô nàng được Ronaldo đặt làm hình nền điện thoại. Trong lần xuất hiện trước truyền thông mới đây, Ronaldo đã gây chú ý khi để lộ ảnh nền điện thoại. Cristiano Ronaldo là cái tên đặc biệt xuất hiện trong lễ bế mạc của eSports World Cup được tổ chức ở Saudi Arabia vào ngày 25 tháng 8. Tại đây, CR7 có cơ hội gặp gỡ với chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng nhiều game thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất được dân tình chia sẻ là hình ảnh màn hình nền điện thoại của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đó là hình cô con gái Úc 2 tuổi Bella. Cô bé là con của Ronaldo và Georgina. Chào đời vào tháng 4 năm 2022. Ban đầu, Ronaldo dự đoán đón một cặp song sinh. Dù vậy, bé trai Angel không qua khỏi ngay từ lúc sinh ra. Bé gái Bella được cho có nhiều nét giống với Ronaldo. Trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu, Ronaldo tiết lộ cô con gái 2 tuổi đã biết đá bóng. Bên cạnh con gái út Bella, Ronaldo còn có 4 nhóc tì khác là cậu cả Ronaldo Jr, sinh năm 2010, cặp song sinh Bella, Eva, 2017, và con gái Alana, 2017. Ronaldo không thích dùng điện thoại. Dù đánh giá cao sức mạnh công nghệ, tuy nhiên, Ronaldo ưu tiên các hoạt động thể chất thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại. Trong quá khứ, Ronaldo từng có quãng thời gian dài dùng điện thoại đời cũ trước khi chuyển sang iPhone đời mới. Bản thân siêu sao 39 tuổi cũng nhiều lần từ chối trước yêu cầu mua điện thoại của cậu cả Ronaldo Jr. Một ngày, Jr xin tôi mua một chiếc điện thoại di động nhưng tôi nói không. Nếu thằng bé muốn gọi cho tôi, nó cần gọi thông qua điện thoại của bà nội. Tôi muốn con trai hiểu rằng ngoài kia có nhiều thứ phải nỗ lực mới có thể đạt được. Sự giáo dục là điều tốt nhất tôi có thể mang đến cho các con, Ronaldo chia sẻ. Ronaldo hiện đã bắt đầu mùa giải mới cùng An Nassr. Trong cả 3 trận mùa này, CR7 đều ghi bàn. Tuy nhiên, đội vẫn chưa giành kết quả như ý, An Nassr thua 1-4 trước Al Hilal trong trận chung kết siêu cúp Saudi. Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia Saudi, An Nassr cũng chỉ hòa 1-1 với Al Rayyan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.